Thưa quý vị, nano curcumin hay tinh nghệ nano từ lâu đã được bào chế thành dược phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho những người mắc các bệnh nan y và mãn tính như ung thư, dạ dày, đại tràng, mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, curcumin có một hạn chế rất lớn là không tan trong nước và độ hấp thu rất thấp, chỉ khoảng 2%. Chính bởi vậy, việc tìm ra cách chiết xuất được curcumin tinh khiết rất có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả của chế phẩm có chứa tinh nghệ đối với sức khỏe con người, đồng thời góp phần phát triển công nghệ chiết xuất dược liệu, lĩnh vực đang còn rất mới mẻ của Việt Nam. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiến sĩ Trịnh Thanh Lâm, Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao Tri thức, đang cùng các đồng nghiệp của mình nghiên cứu cách cải tiến phương pháp xử lý nguyên liệu nghệ để thu được bột nghệ có hàm lượng curcumin cao. Nhiều tháng trời làm việc là từ 12 đến 14 tiếng một ngày để mà làm thế nào đấy tìm cái cách đưa ra được cái sản phẩm có cái chất lượng cao nhất, thì chúng tôi đã vượt qua được những cái rào cản. Ví dụ như là cái chất béo lipid là một cái vấn đề khó nhất của cái việc tách nó ra khỏi củ nghệ. Và có thể nói đây là thêm một phần may mắn nữa, thì nhóm nghiên cứu đã đưa ra một cái công nghệ và cho phép tách cái lipid này rất là tốt từ cái nghệ tươi. Và một cái rào cản của cái việc là nano hóa curcumin nhưng mà vẫn giữ được những cái tinh chất, những cái hoạt chất quý, thì chúng tôi áp dụng ngay những cái công nghệ của các cái danh y thời xưa, đó là thuyền tán. Thế và chúng tôi đã áp dụng vào để làm thế nào đấy mà nano hóa curcumin nhưng vẫn giữ được những cái hoạt chất tốt của curcumin. Sau gần một năm, nhóm nghiên cứu của ông Lâm cùng với các nhà sáng chế của tỉnh Bắc Cạn đã thành công trong việc xây dựng phương pháp chiết xuất và tinh chế để thu được nano curcumin có kích thước hạt dưới 100 nanomet, tách được lipid đến trên 95% từ củ nghệ vàng vùng núi Bắc Cạn. Sản phẩm chiết xuất được đặt tên là Becacumin, trở thành sản phẩm thuần Việt bởi từ nghiên cứu cho tới công nghệ sản xuất và sử dụng nguồn nguyên liệu đều từ chính người Việt Nam làm chủ. Cái ban đầu khó khăn nhất là mình không có những cái thiết bị để kiểm nghiệm. Thế cho nên là chỉ có mỗi kính hiển vi thôi. Thế thì cứ làm đến đâu thì kiểm tra thì thấy nó có kết quả thì đưa về các cái trung tâm người ta kiểm nghiệm. Cái kiểm nghiệm thì mình thấy nó còn những cái gì mà mình vướng, mình lại về mình nghiên cứu tiếp. Thế là dần thì, cho đến bây giờ thì như kết quả kiểm nghiệm của trường Đại học Dược Daegu Hàn Quốc ấy, là tôi cũng đạt được đến 95%. Trong y học cổ truyền, nghệ vàng được sử dụng như một vị thuốc với rất nhiều công dụng như liền vết thương, mờ sẹo, chữa đau dạ dày, giải độc gan, co hồi tử cung sau sinh. Những nghiên cứu lâm sàng bước đầu đã chỉ ra rằng tinh nghệ curcumin còn có tác dụng ngăn chặn được cả ba giai đoạn hình thành, phát triển và di căn ung thư. Qua những nghiên cứu và thực nghiệm cũng như về lâm sàng thì có thể đi khẳng định là cái tác dụng chính của curcumin chính là chống lại các cái gốc tự do. Mà chúng ta biết là các gốc tự do sinh ra trong cơ thể chính là nguồn gốc của quá trình viêm, là nguồn gốc của tất cả những cái trạng thái từ viêm tiến triển nặng nề hơn, thí dụ như là đến thoái hóa, sơ hóa tổ chức và thậm chí gây ra những biến dị, những cái phát triển bất thường của tế bào. Mà đấy là cái tình trạng chính trong những bệnh lý hiện nay chúng ta đang phải đối mặt, đó là những bệnh ung thư. Curcumin được chiết xuất này hiện đã được chứng nhận kích cỡ công nghệ nano của Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời được kiểm nghiệm và chứng nhận hàm lượng hợp chất curcuminoid hữu ích đạt 95% bởi Phòng Thí nghiệm Phân tích Dược phẩm, Trường Đại học Dược, Đại học Công giáo Daegu, Gyeongsan, Hàn Quốc. Về nano curcumin thì trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì có nhiều nhóm nghiên cứu tìm những cái phương thức để chiết xuất ra. Tuy nhiên với cái nhóm nghiên cứu của Bắc Cạn kết hợp với Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao Tri thức của Đại học Quốc gia thì có hai cái điểm chính. Thứ nhất là cái kích cỡ nano curcumin là từ 30 đến 60 nanomet. Đây là cái kết quả kiểm nghiệm tại Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngoài ra một điều đặc biệt hơn là chúng tôi cũng gửi sản phẩm sang Trường Đại học Dược thuộc Đại học Daegu của Hàn Quốc và cái kết quả rất đáng mừng là cái độ tinh khiết lên đến 95%. Đây là một cái tôi nghĩ rằng là đột phá đối với các cái nhóm nghiên cứu tách chiết curcumin tại Việt Nam. Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam,
mỗi năm nhu cầu sử dụng dược liệu ở trong nước khoảng gần 60.000 tấn. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ cung cấp được cho thị trường khoảng 15.600 tấn mỗi năm. Phần còn lại khoảng hơn 70% phải nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore. Việc Việt Nam chiết xuất được curcumin tinh khiết 95% rất có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả của chế phẩm có chứa tinh nghệ đối với sức khỏe con người. Bên cạnh đó, với những hứa hẹn từ các công nghệ chiết xuất tinh nghệ dược liệu, ngành dược Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chủ động sản xuất các loại dược phẩm thay vì phải nhập khẩu nhiều như hiện nay. Việt Nam có nguồn dược liệu vô cùng phong phú với gần 4.000 cây thuốc có thể dùng trực tiếp làm thuốc hay để tách chiết một số hoạt chất bào chế thuốc thành phẩm. Tuy nhiên, nguồn dược liệu quý giá này chưa phát huy hết hiệu quả bởi công nghệ tách chiết tinh khiết của Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đầu tư nhiều. Việc nhóm nghiên cứu của Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức cùng với các nhà sáng chế của tỉnh Bắc Cạn đã thành công trong việc tạo ra công nghệ và dây chuyền sản xuất nano curcumin hàm lượng cao rất có ý nghĩa trong việc góp phần phát triển công nghệ chiết xuất dược liệu của Việt Nam. Đây là những máy móc, thiết bị được sử dụng để chiết xuất dược liệu trên thế giới. Những cỗ máy này thường có giá thấp nhất là khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Còn đây là hệ thống dây chuyền chiết xuất curcumin của gia đình ông Phạm Văn Hạnh, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Hệ thống này do chính ông cùng các cộng sự của mình mày mò chế tạo sau gần 2 năm nghiên cứu. Dây chuyền này có vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, có khả năng chiết xuất khoảng 3 kg nano curcumin từ 300 kg nghệ tươi mỗi ngày. Chưa nói đến chất lượng sản phẩm chiết xuất, nhưng dễ dàng có thể thấy, máy móc chiết xuất do các nhà nghiên cứu Việt Nam tạo ra có giá thành rất rẻ so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới. Điều này đã giúp tiết kiệm không nhỏ nguồn ngân sách cho nhà nước trong việc đầu tư công nghệ chiết xuất dược liệu. Tuy nhiên thực tế, vẫn còn có nhiều khó khăn để những nghiên cứu như của ông Hạnh có thể triển khai trong thực tiễn. Cũng rất mong là nhà nước có những cái hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ cho cái đầu ra của sản phẩm, bởi vì đấy là khâu then chốt nhất trong kinh doanh. Thế đầu ra mà nó tiêu thụ được thì chắc chắn rằng là doanh nghiệp sẽ có việc làm, mà bà con nông dân sẽ cũng tiêu thụ được nghệ. Đấy là cái cốt lõi nhất. Do suy giảm kinh tế nên nguồn vốn dành cho các dự án khoa học công nghệ cũng bị cắt giảm nhiều. Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng là thúc đẩy cơ chế đặt hàng cho các đề tài thuộc chương trình để nguồn vốn dành cho khoa học công nghệ được phát huy tối đa, có hiệu quả trong đời sống như công trình nghiên cứu công nghệ và dây chuyền sản xuất nano curcumin hàm lượng cao. Cần có một cái định hướng chiến lược rất rõ ràng về lĩnh vực này và đầu tư được cái nguồn nhân lực, tài lực mạnh mẽ để đưa những cái nghiên cứu ứng dụng nano curcumin này vào trong thực tiễn một cách được nó hiệu quả cao hơn nữa. Hiện tại, ông Hạnh đang tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống máy chiết xuất mới có công suất chiết xuất khoảng 50 kg nano curcumin mỗi ngày, vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Với dây chuyền mới này, nhà máy của ông Hạnh có thể tiêu thụ nghệ tươi cho nông dân mỗi ngày từ 4 đến 5 tấn, giúp cải thiện đáng kể cuộc sống cho các hộ nông dân nơi vùng cao. Và điều quan trọng, góp phần mở rộng lối cho cánh cửa phát triển công nghệ chiết xuất dược liệu của Việt Nam. Thưa quý vị, quy trình chiết xuất ra nano curcumin có độ tinh khiết trên 95%, hoàn toàn sử dụng máy móc do các nhà nghiên cứu Việt Nam tạo ra, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển công nghệ chiết xuất dược liệu của Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội ứng dụng rộng rãi hợp chất quý này trong y học, giúp chữa trị nhiều căn bệnh nan y và mãn tính, đồng thời hướng tới xuất khẩu bền vững. Câu chuyện hướng tới xuất khẩu sản phẩm nano curcumin giá trị cao chúng tôi sẽ tiếp tục trong chương trình lần sau. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Xin kính chào tạm biệt.